sông thì mua lại sông thì ra sông thì ra còn nghe tin nó còn còn nghe còn nghe tin nó còn nghe tin nó còn nghe còn nghe tin nó nghe hoa hồng hồng em dành cho anh nghe tên anh rằng riêng đừng quên tôi dù ngày mai sau tôi phải xa trời tình yêu xưa đó còn mãi trong tôi một cuộc đời 17:30 là đèn sẽ bắt đầu lên đèn phục vụ rồi, và khung giờ đèn là từ 17:00 cho tới 18:00 là một trong các vé chỉ có 10.000 đồng thôi, nhưng mà tặng phẩm nó phải chuẩn như y chang như là một trong vé 20.000 đồng, cho nên là quý khán giả của mình tới đèn sớm để mà mình vui chơi giải trí cùng với đèn ha. Dạ rồi, con số còn lại 2654 hợp lệ 21, con số 21 21 có 1, số 3 có 2, 46 có 3, 53 hợp lệ. Dạ rồi, chúc mừng anh vào trong nhận giải giúp em nha. Là một đêm đầy màu sắc với phần thi của tất cả những chị em với chủ đề là Miss Sài Gòn tuyệt vời. Dạ rồi, ngày mai thì mình cũng sẽ có một cái vòng loại đặc biệt là trúng iPhone 14 nha quý vị khán giả mình ha. Cho nên là để có cơ hội trúng giải, mình hãy nhanh chóng tới với đời vào ngày mai. Mình có lựa một cái chỗ thật là đẹp, thật gần sân khấu để coi trọn vẹn vào cái cuộc thi ngày mai ha. Và đặc biệt là phần quà để được cảm ơn các đồng quý vị đó là một chiếc tai nghe Em boss sẽ được gửi đến tất cả quý vị mình bên cuối chương trình, và sẽ có rất là nhiều cái phần thi gây cấn hấp dẫn và nhiều phần trình diễn, và đặc biệt sẽ được đem đến tất cả quý vị mình với một màu sắc khác với những cuộc thi trước, nên là quý vị mình nhớ đến sớm nhé. Một trong những cái vòng thi mà được quý vị khán giả và chờ đợi nhiều nhất với cuộc thi Miss Sài Gòn thời là trang phục dạ hội, trang phục truyền thống, trang phục dân tộc đó. Thì ngày mai sẽ là một cái đêm đoàn đầu tư rất là chỉnh chu về những cái trang phục truyền thống á.